xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay lại với đam mê cá vàng hôm nay là một chủ đề cũng khá là hot mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là vi sinh cho cá cảnh nói chung và cá vàng nói riêng đam mê cá vàng đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn hỏi về cách tạo vi sinh cho cá rồi các loại vi sinh nào là nên sử dụng cho cá cảnh trong thời gian đó thì phải nói là thiệt tình đam mê cá vàng vẫn chưa tìm được loại vi sinh nào thật sự tốt cho người chơi nếu là vi sinh tốt thì về mặt kinh tế giá trị lại khá cao rồi nếu là vi sinh bsb giá trị có thể phù hợp với các bạn nhưng mà đối với các bạn nuôi trong phòng hoặc là nuôi ở chung cư ở trong phòng kính thì lúc đầu mới mở ra rất là hôi rất là gây khó chịu cho người chơi với mình thì mình vẫn thích vi sinh được tạo ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên đối với các bạn chưa biết gây tạo tự à, gây tạo vi sinh à, và trong và đối với các bạn mà phải cần vi sinh trong một khoảng thời gian quá ngắn thì phải làm như thế nào? có rất là nhiều vấn đề xoay quanh về vi sinh cho đến hôm nay thì đam mê cá vàng đã tự tin làm video này để chia sẻ với các bạn về chủ đề vi sinh về sản phẩm có thể giải quyết được những vấn đề trên. Hy vọng rằng video này sẽ mang đến các bạn những kiến thức đúng về vi sinh cũng như là chọn lựa loại vi sinh nào hợp kinh tế nhất và tốt nhất cho các bạn nuôi cá vàng nha. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì let's go xin mời các bạn xem tiếp video thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn nhận một tí xíu về thực trạng môi trường nuôi cá cảnh. Nguồn nước ở các ao hồ và các bể chứa nuôi cá cảnh là một hệ sinh thái khép kín, hay nói cách khác là nguồn nước tù, không theo các dòng chảy như môi trường tự nhiên để xử lý chất thải, thức ăn thừa, phân và nước tiểu của cá lẫn vào trong môi trường nước, lơ lửng rồi lắng xuống đáy và trở thành các chất hữu cơ khó phân hủy tình trạng có thể tệ hơn ở các ao nuôi công nghiệp khi các chất thải trong ao chuyển hóa thành khí độc như là NH3, NO2, N2S và các chất gây ô nhiễm môi trường nước khác. Những nguồn nước tưởng chừng như sạch trong hồ cá thậm chí có thể là nguồn cho các vi khuẩn gây bệnh như là E. coli chú ngụ và tác động trực tiếp đến vật nuôi. Vì vậy nên việc xử lý nước trong quá trình chăm sóc động thực vật thủy sinh bể cá cảnh có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy chính vì nhìn nhận được sự quan trọng của việc xử lý nước trong quá trình nuôi cũng như là việc giữ nguồn sống cho cá cảnh nói chung và cá vàng nói riêng đam mê cá vàng đã mất rất nhiều thời gian để sử dụng các loại vi sinh và tìm ra loại vi sinh nào tốt nhất thích hợp nhất cho cá cảnh Trước tiên, mình muốn cùng với các bạn phân tích tầm quan trọng của vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá cảnh ha. Trước tiên, mình nên định nghĩa một cách dễ hiểu về vi sinh vi sinh là một loại chế phẩm sinh học có chứa thành phần chính là các vi sinh vật có lợi được gọi là lợi khuẩn không những có ý nghĩa tích cực và tiên phong trong việc bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo hiệu quả sản xuất cũng như là thỏa sức với thú vui cá cảnh tôm cảnh của cộng đồng chơi cá trái với vi khuẩn có hại vi sinh góp phần thiết yếu trong việc phân giải các chất hữu cơ chất thải trong nước giúp ổn định và cân bằng hệ sinh thái tạo môi trường thuận lợi để cá có thể phát triển tốt nhất qua nhiều cơ chế tác động, các loại khuẩn khi được đưa vào môi trường nước sẽ hoạt động như các tác nhân điều chỉnh sinh học bằng nhiều cách khác nhau. Cách đầu tiên đó là thiết lập cơ chế phòng ngừa và loại trừ mầm bệnh hiệu quả trên màng nhầy của đường ruột thông qua việc cạnh tranh mạnh mẽ các chất dinh dưỡng và chiếm chỗ bám của các loại vi khuẩn tảo độc, đồng thời làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi sản sinh ra các loại enzyme kháng sinh hữu ích làm tiêu hủy thành tế bào của vi khuẩn gây hại. Thứ hai đó là hệ vi sinh tự nhiên thường không đủ để làm cho nước trong và mất mùi tanh do sự tích lũy sinh khối hữu cơ cao từ hệ thủy sinh khép kín và tần suất cho ăn. Quá trình phân hủy hữu cơ này diễn ra sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy, gia tăng hàm lượng các chất độc và à, các chủng vi sinh vật gây bệnh, dẫn đến chất lượng nước hồ nuôi bị suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, việc sử dụng vi sinh không chỉ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho môi trường mà còn là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe vật nuôi cũng như là mỹ quan của hồ cá, à, nâng tăng năng suất trong việc nuôi thủy sản, nuôi cá cảnh. Thứ ba là điều chỉnh và lựa chọn các chủng vi sinh vật đường ruột phù hợp đóng vai trò không thể thiếu trong việc tối ưu hóa quá trình trao đổi chất, tiêu hóa cũng như là hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và tạo sức đề kháng chống lại các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài tuy nhiên vòng đời của vi sinh ngắn cho nên người nuôi cần định kỳ bổ sung các chế phẩm sinh học từ các nhà sản xuất uy tín nhằm duy trì khối lượng lớn lợi khuẩn trong môi trường nuôi trồng để phòng bệnh cho thủy sản và vật nuôi các bạn không thể nào phủ nhận rằng cá cảnh là một trong những đối tượng nuôi mang lại giá trị kinh tế cũng như mỹ quan cao hiện nay. Bên cạnh đó, nuôi cá cảnh, cá vàng cũng giúp cho người nuôi về giá trị tinh thần, tức là những phút giây thư giãn bên vật nuôi của mình. Tuy nhiên, vấn đề nuôi sao cho đúng, cá khỏe, hồ đẹp vẫn luôn là nỗi trăn trở của khá nhiều người. Không ít các bạn mới nuôi cá, không ít những người chơi cá cảnh vẫn giữ thói quen nuôi cá khá là bị động. Tức là trị bệnh hơn phòng bệnh khi quan sát cá có dấu hiệu bệnh thì mới bắt đầu tiến hành mua thuốc và điều trị dẫn đến những rủi ro à, gây tử vong cho cá không ít những loại thuốc cho cá là các loại kháng sinh mạnh có khả năng làm mất cân bằng hệ sinh thái bể cá đồng thời làm cho hệ tiêu hóa của cá bị suy yếu nghiêm trọng dẫn đến việc không tiêu hóa hoàn toàn các loại thức ăn và chậm lớn Ngoài ra, môi trường nước lúc mất cân bằng, dễ bị nhiễm khuẩn và gây bệnh, đục và có mùi tanh hôi do hệ vi sinh có lợi đã bị suy giảm và không thể phân hủy hoàn toàn các chất hữu cơ trong bể cá. Các chất độc này sẽ gây bệnh cho cá khiến người nuôi phải thay nước thường xuyên. Việc làm này không những khiến cho việc nuôi cá trở nên tốn sức, tốn tiền, tốn thời gian mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cá, thực vật thủy sinh cũng như là hệ vi sinh có lợi trong môi trường. Hiện nay phong trào nuôi cá mới được chia sẻ rất nhiều trên diễn đàn, việc nuôi cá trở nên dễ dàng hơn, người nuôi cá bỏ ra ít thời gian cho việc chăm sóc bể cá của mình khi họ sử dụng men vi sinh để làm cho nước trong và sạch, diệt các vi khuẩn có hại, giúp cá hấp thu thức ăn tốt và cân bằng độ pH của hồ, chủ động phòng ngừa các khả năng gây bệnh có thể xảy ra đồng thời kéo dài chu kỳ thay nước của bể giúp cho việc chăm sóc cá trở nên thuận tiện hơn và tối ưu tốc độ tăng trưởng của cá tạo ra một môi trường nước cân bằng và thân thiện với người và vật nuôi trong thời gian gần đây đam mê cá vàng nhận thấy rằng các sản phẩm vi sinh đã thay đổi cuộc chơi tạo ra phong trào nuôi cá mới cho các cảnh nói riêng và thủy sản nói chung hầu hết các thành viên đã chuyển sang sử dụng và hài lòng với những lợi ích mà men vi sinh mang lại qua các chia sẻ rất chi tiết trên các diễn đàn uy tín cộng đồng yêu thích cá ngày càng hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc xử lý môi trường nước cũng như là hiệu quả không thể chối bỏ của các lợi khuẩn trong việc phòng và trị bệnh cho cá tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng không phải tất cả các sản phẩm men vi sinh có mặt trên thị trường đều đem lại hiệu quả nguyên nhân chính của việc này nằm ở chất lượng trôi nổi tính ổn định kém của sản phẩm trong quá trình sản xuất và bảo quản có thể nói rằng số mũ to trong hàm lượng vi sinh vật hữu ích không hẳn là điều kiện duy nhất để xác định chất lượng của một sản phẩm vi sinh bởi vì còn hai yếu tố quan trọng không kém đó là tính ổn định ở mật độ cao cũng như khả năng cạnh tranh đối kháng với vi khuẩn gây hại của loại khuẩn còn sống trong điều kiện nuôi trồng. Bí quyết của một sản phẩm men vi sinh tốt nằm ở chất lượng nuôi cấy vi sinh, bảo quản trong môi trường nhiệt độ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm các vi khuẩn có lợi không bị biến đổi gen và có chất lượng ổn định nhất. Sản phẩm men vi sinh Warwick là lựa chọn hoàn hảo cho những nhà nuôi cá chuyên nghiệp và đối với các bạn nuôi cá vàng khi kết hợp ba yếu tố quan trọng trên trong một sản phẩm. Hàm lượng vi sinh lên đến 10 mũ 12, chứa đựng 5.000 tỷ lợi khuẩn với công thức đặc biệt từ các chuyên gia trong ngành, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại cùng với sự lựa chọn kỹ lưỡng các chủng vi sinh hữu ích đặc hiệu. Warwick phù hợp với tất cả mọi môi trường nuôi cá cảnh cá vàng thủy sản tăng khả năng sinh sản của lợi khuẩn giúp cho việc nuôi cá dễ dàng hơn bao giờ hết Hiện nay ở đam mê cá vàng mình sử dụng vi sinh quýt là loại vi sinh để cung cấp cho cá của đam mê cá vàng Và đam mê cá vàng đã sử dụng loại này từ rất lâu rồi nên mới tự tin chia sẻ thông tin đến với các bạn Mình nhận thấy đây là một loại vi sinh rất là phù hợp với môi trường nuôi cá cảnh cá vàng Tiết kiệm chi phí và mang lại sự an toàn cho các bạn chơi cá cảnh về công dụng của men vi sinh Warwick đó là nó sẽ có công dụng làm cho nước trong hơn do phân hủy chất thải hữu cơ và thức ăn thừa thúc đẩy sự tăng trưởng cho cá và cung cấp các vi sinh có lợi nó sẽ cân bằng độ pH và giảm thiểu các khí độc như là N2S, NH3 và NO2 và ức chế các loại vi khuẩn có hại như là E. coli, fibro và kiểm soát tảo cách sử dụng loại men vi sinh này rất là đơn giản đó là các bạn sẽ trải đều vào hệ thống lọc hoặc là cho trực tiếp vào hồ với mức độ là 2g trên 10 m trên 10 khối nước về cách sử dụng loại men vi sinh này thì có 3 cách sử dụng. Các bạn có thể rải đều vào hệ thống lọc hoặc là cho trực tiếp vào nước với dung tích là 2 gam trên 10 mét 3 nước hoặc là trộn chung với thức ăn 2 gam vi sinh trên 200 gam thức ăn. Khi mà trộn thì nên hòa thêm ít nước để men vi sinh có thể thấm hiệu quả vào thức ăn hơn các bạn cho vào hồ mới để khử cờ lo cân bằng ph hoặc là chuyển hóa các chất động trong nước và không dùng với thuốc kháng sinh hoặc là các hóa chất diệt trùng các bạn sẽ bảo quản ở nơi khô ráo nè đóng nắp sau khi sử dụng Thêm một vài lời khuyên riêng của mình đối với các bạn sử dụng lại men vi sinh Covid này đó là dùng 1 gram cho 1 mét khối nước để tối ưu hóa hiệu quả của hồ hoặc là 2 gram trên 5 mét khối nước đối với các hồ đã ổn định nên cho vi sinh sau khi đã thay và chăm mới nước hoặc là một tuần một lần để đảm bảo hồ có chất lượng nước tốt nhất dùng được cho cả cá vàng cá coi các loại cá thủy sinh nước mặn nước ngọt đối với cá vàng và cá coi thì các bạn có thể bỏ trực tiếp vào nước hoặc ngăn lọc đều được và không bị ảnh hưởng bởi lượng muối nếu có dùng đèn uv thì nên bổ sung vi sinh đều đều vì đèn uv có tác dụng diệt khuẩn cả lợi và cả hại nên cần bổ sung liên tục để có một môi trường nước tốt nhất cho cá Lưu ý là các bạn sẽ không dùng chung với các sản phẩm kháng sinh và diệt khuẩn trong vòng 48 giờ và tránh ẩm ướt, tránh ánh nắng trực tiếp và tất nhiên là xa tầm với của trẻ em. Đây là video được chia sẻ thuộc bản quyền của Đam Mê Cá Vàng và bọn mình không hề nhận tiền quảng cáo từ nhà sản xuất nhé. Các bạn có thể mua sản phẩm vi sim tại Shopee của Đam Mê Cá Vàng hoặc liên hệ trực tiếp đặt hàng qua fanpage Đam Mê Cá Vàng và hotline 0869 242 393. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!